Đã đề cập, ngày hôm qua thì Bộ Giáo dục Đào tạo đã công bố điểm thi Trung học phổ thông quốc gia 2019 của hơn 887.000 thí sinh. Bộ cũng yêu cầu các sở giáo dục đào tạo và các trường trung học phổ thông cả nước phải hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp sơ bộ chậm nhất là vào ngày 18 tháng 7. Theo quy chế của thi Trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp năm 2019, cách tính điểm tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ có sự thay đổi so với năm ngoái. Sau đây sẽ là một số lưu ý. Điểm xét tốt nghiệp gồm điểm các bài thi thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông theo quy định của quy chế, điểm ưu tiên, khuyến khích nếu có và điểm trung bình cả năm lớp 12. Điểm của từng bài thi được quy về thang điểm 10 để tính điểm xét tốt nghiệp. Những năm trước, điểm trung bình các bài thi trung học phổ thông chiếm 50% và điểm trung bình cả năm lớp 12 chiếm 50% điểm xét tốt nghiệp. Tuy nhiên năm nay, điểm trung bình các bài thi chiếm tới 70% và điểm trung bình cả năm lớp 12 chỉ chiếm 30% để xét tốt nghiệp. Điểm các bài thi là con số nắm giữ phần lớn quyết định việc thí sinh có được tốt nghiệp trung học phổ thông hay không.